mạc cùng chơi, cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. À, rất là giỏi. Hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi, cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. Rồi, các con thấy các bạn tổ 2 đọc thơ thế nào nhỉ? Chúng mình thấy các bạn tổ 2 đọc thơ thế nào? À, thì các bạn tổ 2 đọc thơ to chưa? Cả lớp ơi, lắng nghe này, các bạn tổ 2 đọc thuộc thơ chưa? À, đọc thuộc thơ rồi, đọc to không? Đọc có to không? À, như vậy thì chúng mình khen các bạn tổ 2 một tràng vào tay cho cô nào. Vỗ tay cho bạn, chúng mình vỗ to lên. Vỗ tay thật to lên dành cho bạn. Các bạn tổ 2 từ vỗ tay khen mình đi các con. Vỗ tay to nào. À rồi, bây giờ cô mời các bạn tổ 2 ngồi xuống. Tiếp theo này, cô mời các bạn tổ 3 đứng lên nào. Ở đấy có mà. Cô mời các bạn tổ 3 đứng đẹp nào, đứng lên đọc thơ to nhá. À nhưng không được trêu bạn, con nhớ chưa nhá. Nào đứng đẹp nào, khép chân vào cô xem nào. Vậy ăn đứng lên con, Khánh đứng lên nào. Ừ. Đứng tại chỗ nào, đứng khép chân vào đẹp cô xem nào. Cả lớp nhìn các bạn tổ 3 đứng đẹp đây này. Khánh Bảo ơi, Khánh Bảo nhìn các bạn tổ 3 đứng đẹp nhé. Nào tổ 3 đọc thơ. Bạn mới, bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, dù bạn cùng chơi, cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. À, các con có khen các bạn tổ 3 đọc thơ không? Các bạn tổ 3 đọc thơ như thế nào? Đọc rất là to, đúng rồi. Đọc thế nào nữa nhỉ? Đọc gì? Đọc thuộc thơ chưa? Thuộc thơ rồi, đúng không nào? Một tràng vào tay dành cho các bạn tổ 3 nào. Vỗ tay thật to cho bạn nào. Dạ Hân ơi, con làm thế là ngã bạn đấy nhá. Cô xin mời các bạn tổ 3 ngồi xuống. À, tiếp theo cô xin mời các bạn tổ 4. Xin mời các bạn tổ 4 đứng lên đọc thơ nào. Nguyên ơi, con đứng lên nào. Các con đứng lên, tất cả các bạn tổ 4 đứng lên nào. Đứng khép chân vào cho cô. Ai ở tổ 4 nhỉ? Đứng lên nào con. Đứng lên, Trà My ơi, đứng lên nào. Trà My bỏ chân xuống, Tiến An bỏ chân xuống, đứng lên nào con. Giao Hân ơi, cô không yêu đúng nhá. Nào, các bạn tổ 3 đã, tổ 4 đọc thơ cho cô nào. Tổ 4 khép chân vào chưa? Đứng giống cô này. Đứng giống cô chưa, Bảo Lâm? À, bây giờ các con đọc thơ nhá. Bạn mới đến trường, hãy còn nhút nhát, em dạy bạn hát, rủ bạn cùng chơi, cô thấy cô cười, cô khen đoàn kết. À, các con thấy các bạn tổ 4 đọc thơ như thế nào? Tổ 4 đọc thơ như thế nào nhỉ? Cô mời bạn Huyền Trang nào. Cô mời Huyền Trang nào. Huyền Trang thấy các bạn tổ 4 đọc thơ như thế nào? Con thấy các bạn tổ 4 đọc thơ như thế nào nhỉ? Đọc thuộc thơ chưa? À, các bạn tổ 4 đọc thuộc thơ. Cô mời bạn Trà Giang nào. Các bạn tổ 4 đọc thơ như thế nào nhỉ? Đọc thuộc thơ chưa? Đọc thơ có to không nhỉ? À, đọc thơ to đúng không nào? Rất là giỏi. Một tràng vào tay dành cho tổ 4 nào.